Thấy không? À, cái hoa hồng nhung này đung đưa trước gió trong một buổi sáng nắng vàng rực rỡ rất là đẹp. Và bạn có biết đâu á, là cách đây á, là khoảng chừng 3 tháng thì cái cây hoa hồng nhung này các bạn bị bọ chị tấn công. Đây để cho các bạn xem nha, bọ chị tấn công đó, đây là đen xì đó. Cách đây 3 tháng thì em ý bị bọ chị tấn công, nụ biến dạng và đen xì như nấm mồ, mình còn lưu lại. Và nay em ý đã lành bệnh các bạn, mình đã chữa lành bọ chị em ý. Và các bạn thấy không, hoa nở rất là thắm, form chuẩn và màu rất là tươi thắm và lá xanh mượt và dày. Đặc biệt là bạn thấy là những cái chồi mới tua tủa màu tím tím rất là khỏe, và cái nhánh lớn hơn chiếc đũa luôn các bạn, rất là khỏe đó. Và trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn đó là làm thế nào để cây hoa hồng chúng ta có được những cái chồi tím tím như thế này các bạn, rất là tuyệt vời. Tím tím và rất là khỏe như thế này các bạn đó. Thì làm thế nào thì, và những cái bông hoa form chuẩn và màu sắc tươi thắm và hoa rất là bền, đậu trên cành rất là bền như thế này nha các bạn. Thì cái bí quyết á, là mình sử dụng cái này các bạn. Đây các bạn xem, mình dùng cái phân organic được làm bằng, tức là cái lá hành 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 củ hành các bạn, củ hành đó, củ hành mình lấy cái lá màu nâu phía ngoài và mình bỏ vào trong cái ly nè, chừng ba cái vỏ củ hành 3 củ và mình ngâm trong nước khoảng 2 tiếng, sau đó là khoảng 3 ngày, một tuần 2 lần mình tưới vào cái gốc cây hoa hồng này các bạn. Mình tưới vào cái dung dịch tức là cái vỏ củ hành khô này ha, để mình giải thích cho các bạn nghe nha. Thì trong cái lá của hành khô này rất là nhiều vitamin, khoáng chất và đặc biệt là các nguyên tố như là magie, sắt, canxi và kali, phốt pho. Vậy nó rất cần thiết cho cái sự phát triển và tăng trưởng của cây hoa hồng, đặc biệt là tạo ra những cái chồi non và mập mạp như thế này các bạn. Và những cái chồi non mập mạp như thế này sẽ hứa hẹn những cái bông hoa rất là đẹp và lớn và tươi thắm đó. Và cái đó là bạn thấy lá xanh mượt dày như thế này thì chúng ta bộ rễ đang hoạt động rất là mạnh. Ngoài ra đó thì cái vỏ hành này đó, cái mùi của nó còn có tác dụng nó xua đuổi côn trùng, đặc biệt là nhện đỏ, bọ chỉ và rệp sát, và nó hoàn toàn organic các bạn. Đó vì nó là vỏ hành mà, vậy nó organic hoàn toàn, không có hóa chất độc hại cũng như là những cái phản ứng phụ đó. Bạn thấy cái chồi không, tua tủa nó rất là khỏe ở dưới gốc các bạn đó, cũng có những cái chồi tím tím này khỏe lắm, và hoa thì màu sắc rất là tươi thắm như bạn thấy đây đó, và rất là bền, hoa rất là bền, đậu trên cành rất là bền đó. Vậy các bạn muốn cho hoa hồng của các bạn mà có ra được những cái chồi tím tím và khỏe để chốt những cái nụ hoa hồng mà chuẩn form, màu sắc tươi thắm như thế này đó, thì các bạn hãy thử sử dụng vỏ hành khô ngâm vào nước trong vòng 2 tiếng, sau đó buổi chiều các bạn tưới vào gốc hoa hồng của các bạn một tuần 2 lần, thử xem sao nhé các bạn. Nhất là trong cái giai đoạn mà hoa hồng chúng ta chuẩn bị coi như là ra những cái chồi non mới và chuẩn bị kết nụ và để cho ra hoa đó, thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm mà mình làm, mình sử dụng những cái nguyên vật liệu sẵn có trong nhà và đã ra kết quả, và muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy hay, xin cho mình một like, và cũng như là các bạn đăng ký để có thể mình có dịp, có cơ hội để chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm mà thực tế và mình áp dụng thành công, và mình đã thành công khi mà mình thực hiện trên cây hoa hồng của mình, để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, để vườn hồng của chúng ta có những bông hoa rất là lung linh, rạng rỡ, tán lá xanh mượt và ít sâu bọ nhất có thể nhé các bạn. Xin
Chân thành cảm ơn các bạn dành thời gian quý báu để coi clip video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Mình xin mến chào các bạn nha.